sao em không chạm cạo luôn đi. Trời ơi, chú Duy cứ hỏi kìa. Em nghe nghĩ tóc dài. Hả? Em nghe nghĩ tóc dài. Trời ơi, tóc dài. Tóc quanh mà. Đúng rồi. Ngày mai là gì hết tóc đó. Thế cực quá. Thông minh lắm. Nghe chị đấy thôi. Gì vậy Hạnh? Em nhìn chị em sợ quá. Thôi đi, đứng dậy đi về đi. Em đi làm à? Em làm buổi sáng. Bây giờ muốn đi làm, đi bán cà phê rồi. Đi bán cho Khoa hả? Ừ, đúng, bán cà phê cho Khoa hả? Đi bán cà phê rồi. Không phải Như à? Hai đứa đi luôn mà. Rồi cả xe ba đi luôn đi. Mệt quá. Hai đứa bay ở, tụi bay ở lại hết, có mình tao đi à? Để chị ăn đi đi. Đây 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 đây. Em nó té phát đó vui lắm luôn đi. Ủa rồi giờ em tính ra không hiểu sao mà cái vi nó có thể kêu tóc một Khoa nữa ra. Ừ. Thì không hiểu vì sao em có thể em khen nó dài luôn đó. Ờ. Làm sao mà dài được hơn lúc mới cắt được. Mới cắt tóc rứt đầu luôn. Cái này là học quả của việc ăn chơi quá độ đúng không Hạnh? Ừ.
Mày em chọc, mày em chọc.
Hạnh ơi, lấy miếng bông dính nước Hạnh ơi.
Mà tao lấy mụn mà ông nhíu cái mày lại không à? Mưa trước mắt nhỉ? Đeo lấy nào? Nghe lấy nào? Hả? Ngứa mắt à? Chỉ muốn nặn chân luôn này. Sửa lâu chưa ta? Không được, chị đừng nặng nha. Sao biết hay vậy? Trời ơi, nhìn cái khúc dưới này nặn sạch nhìn đã ghê luôn á. Hạnh sửa lâu chưa? Một năm mà. Một năm rồi mà. Nhưng mà còn thốn chị. Thốn không? Được không? Rồi. Không cho người ta nặng. Này, bụng này. Em cho người ta. Ủa, em nói không thấy nhiều mà sao nhiều. Đâu biết đâu, mặt em ra đó. Thôi, nhưng mà ai vậy?